bạn, đây là lớp chân dung. Thì lớp chân dung là cái lớp rất đặc biệt của Half Photo Training, hay còn gọi là Half Photo One. Là cái lớp mà trong đó ngoài cái chuyện học ánh sáng, đặc biệt ánh sáng tự nhiên, cái quan trọng hơn nữa là cái lớp này là cái lớp tôi chuẩn bị nhiều nhất, vì tôi đã chụp nó nhiều năm và tôi kinh nghiệm. Và ngoài cái chuyện ánh sáng, các bạn còn học những cái vấn đề như là bố cục như thế nào, tận dụng ánh sáng như thế nào, góc máy tiêu cự như thế nào, và cả cách tạo dáng cho model, chuyển tải những ý tưởng cho model biết. Bạn sẽ được thực hành ở những cái location loại ánh sáng khác nhau, từ window lighting cho tới ánh sáng, cái này gọi là overcast, không biết từ đâu tới, và một loại ánh sáng trực tiếp nữa. Nói chung là đây là một trình đầy đủ nhất, có bạn mở đường cho các bạn học tất cả các lớp với bạn khác, và lớp hoàn chỉnh nhất của tôi. Xin cảm ơn các bạn.